Kính chào quý vị, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị nhập liệu nghiệp vụ mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng. Tôi ví dụ, ngày 14 tháng 1 năm 2015, kế toán thanh toán mang 50 triệu đồng tiền mặt từ quỹ công ty gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Với nghiệp vụ trên, quý vị thực hiện trên phần mềm như sau. Đối với kế toán thanh toán, vào phân hệ quỹ, chọn tắt thu chi tiền, nhấn thêm, chọn chi tiền. Quý vị chọn đối tượng và nhập thông tin về người nộp, địa chỉ. Chọn lý do nộp là gửi tiền vào ngân hàng để phần mềm tự động cập nhật lý do nộp tương ứng với nghiệp vụ, đồng thời tự động định khoản cho quý vị. Nhập các thông tin. Ngày hạch toán là ngày quý vị nhập chứng từ vào phần mềm MISA, thường nhập cùng ngày với ngày chứng từ để quý vị dễ theo dõi. Ngày chứng từ là ngày in trên phiếu chi. Số chứng từ là số phiếu chi. Phần mềm thường tự động hiển thị số liên theo như quý vị đã thiết lập sẵn tại hệ thống tùy chọn. Quý vị chọn loại tiền hạch toán. Phần mềm đã cập nhật sẵn thông tin diễn giải, tuy nhiên quý vị có thể sửa lại theo nhu cầu quản lý của mình. Quý vị nhập số tiền mặt gửi vào ngân hàng. Chọn tài khoản ngân hàng. Khai báo xong, nhấn cất. Tại đây, quý vị có thể in được các mẫu phiếu chi bằng cách nhấn chọn chức năng in. Sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in. Quý vị kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn chọn biểu tượng in. Quý vị cũng có thể thực hiện nhiệm vụ này trên phân hệ ngân hàng. Đối với thủ quỹ, chọn vai trò thủ quỹ, chọn tab đề nghị thu chi. Tại danh sách đề nghị thu chi, quý vị chọn chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng. Nhấn ghi sổ, chọn ghi sổ theo ngày hạch toán trên chứng từ hoặc ghi sổ theo ngày. Nhấn ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin vào sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ. Trên đây, tôi đã hướng dẫn xong quý vị về nghiệp vụ mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và chúc quý vị thực hiện thành công.